Yeah, I mean, I'd say that, you know, just know that, like, here, we'll cut that part out. Hey friends, good morning. This is Lee. Welcome back to my YouTube channel, Roger's Journey. Right now, I'm in Texas, and it's really beautiful and nice outside, and I want to make a video because I haven't met any yet. And you can hear the sound of the car that's just coming through because we are taking a walk outside right now. So yeah, maybe sometimes you hear that, but I think it's okay. I'm gonna try to avoid that. But yeah, so I was talking to my husband about that I want to do a video about my, like, how I improve my English from my experience. And so I decided that I'm gonna do one today and maybe talk about some thoughts that I used to have in the past, and I decided to get rid of them in order to improve my English. So let's do it. Trước khi mà Nhi bắt đầu cái video này thì Nhi muốn nhấn mạnh là những cái điều mà Nhi sắp nói sau đây sẽ dựa trên kinh nghiệm cá nhân của Nhi, nên là trong nhiều trường hợp nó có thể đúng hoặc là nó có thể sai, nên hy vọng mọi người sẽ xem nó một cách tích cực hơn và cởi mở hơn nha. So bây giờ Nhi với lại Ken đang đi bộ xung quanh nhà của bạn của tụi mình ở Texas, nên là mình nghĩ là mình sẽ bắt đầu cái video ở đây luôn. Thì Nhi nghĩ là cái sai lầm đầu tiên mà Nhi từng có, cái tư tưởng sai lầm đầu tiên mà Nhi có, đó là Nhi phải nói tiếng Anh nhanh. Thật ra đối với Nhi nha, nói tiếng Anh nhanh nó không có phải là sai. Nhưng mà cái thời gian lúc đầu á, khi mà Nhi muốn cải thiện tiếng Anh của Nhi, thì Nhi cảm thấy là vốn từ vựng của Nhi chưa có đủ, cái phản xạ tiếng Anh của Nhi cũng không có luôn. Và cái việc tệ hơn nữa là cái phát âm tiếng Anh của Nhi nó rất là sai rất là nhiều. Nên Nhi thấy cái việc nói tiếng Anh nhanh ở thời điểm đó nó là không phù hợp. Thì thay mà nói tiếng Anh nhanh á, Nhi muốn chú trọng vào cái việc nói tiếng Anh đúng. Tại vì á, nói tiếng Anh đúng mà nghe nó có vẻ không tự nhiên lắm thì đối với Nhi nó vẫn hay hơn cái việc mình nói tiếng Anh nhanh, nói tiếng Anh nghe có vẻ thà rồi nhưng mà thật ra là nó không có cái từ nào đúng hết. Thì Nhi có hỏi chồng của Nhi về cái việc này, về cái việc mà Nhi muốn chia sẻ về cái tư tưởng này nè, thì ảnh cũng có chia sẻ với Nhi, và Nhi chắc là Nhi sẽ hỏi ảnh để xem thử là ảnh suy nghĩ như thế nào về cái việc này. So baby, I was sharing about that I used to have a thought in the past that I have to speak English really fast as native speaker. So do you think speaking English fast is a good thought compared to like other factor like pronunciation, other things? I mean, I would say I think having clear pronunciation is more important than speed. So, you know, focusing on the sound of the word, you know, will just make what you say more understandable. So, yeah, I would say it's better to speak slow and clear than it is to speak super fast and, you know, unclear. So, yeah. Yeah, so you think it's more important to focus on the pronunciation than the speed? Yeah, absolutely. That way you don't have to repeat. Yeah, that is true. And once you, like, once you master in pronunciation, yeah, the speed, it just gotta come naturally. Exactly, yeah. The sooner you master the pronunciations, you know, the sooner you'll be able to just speak naturally, quicker, so and more clear. So yeah, that's it. That is also one of the advice that I give on one of my videos about how I improve my English, and I recommend you guys to study the IPA, which is the International Phonetic Alphabet. And when I first mentioned that with my husband, he had no idea what I was talking about, because for him, he grew up in America, so he doesn't need to learn that, the alphabet. So, but as like for us as English learner, I think it's really important to focus on that first, and then naturally it's just gonna come together without, you know, having the pressure that you have to speak English fast while, you know, pronunciation is, you know, not good at it yet. Yeah. So yeah. Yeah. It's like yeah, like when you're looking at like the different languages like Latin and Asian, and you know, you have all the accent marks. It's like you wanna learn
what each of those accent marks mean, or all the, yeah, versus just, you know, reading quickly through it. So yeah. Cái tư tưởng sai lầm thứ hai mà Nhi có đó là nếu mà bạn nói tiếng Anh có cái accent thì là bạn sẽ nói tiếng Anh sai. Thật ra cái việc nói tiếng Anh mà có accent nó không có phải là sai. Chẳng qua là do mình khi mà mình nghe người Mỹ nói chuyện thì mình vô hình chung là mình nghĩ người Mỹ nói tiếng Anh như vậy là đúng. Còn cái người khác, ví dụ như người Việt Nam hoặc là những cái người mà người học tiếng Anh đó, khi mà họ nói tiếng Anh họ có cái accent từ vùng miền của họ thì mình cảm giác nó không có tự nhiên. Thì đâu đó mình lại đánh giá họ, mình nghĩ đó là sai. Và mình kiểu cảm giác đôi khi có những cái đánh giá mà Nhi cảm thấy nó hơi, nó không có mang tính tích cực, nó không có mang cái tính mà gọi là đóng góp á. Thì Nhi đã từng có cái suy nghĩ đó, có nghĩa là nói tiếng Anh mà có accent là auto sai hết. Nhưng mà không, sau một thời gian á, thì Nhi thật sự là cái ý tưởng nó, cái tư tưởng nó, Nhi thật sự là Nhi đã bỏ nó qua một bên rồi. Và Nhi nghĩ là thật sự á, nói tiếng Anh á, nếu mà nói đúng á, thì là nói đúng thôi chứ nó, còn cái việc mà có accent hay không thì là nó phụ thuộc vào cảm nhận của mọi người. Nó không có đúng, nó không có sai. Có người sẽ thích cái accent của người Mỹ hơn, có người sẽ thích accent của cái người họ nói tiếng Anh hơn. Thì cái đó là do quan điểm của mỗi người thôi, nó không có sai. Và đôi khi nha, nếu bạn nào như nghĩ là bạn nào mà còn có cái quan điểm đó nữa thì như cảm giác là cái việc đó nó đang hơi làm cái quá trình cải thiện tiếng Anh của mọi người bị chậm lại. Bây giờ để Nhi hỏi thử chồng của Nhi nha. So baby, so I was sharing with them about the people speaking English with accent is wrong. Maybe some of them think that's wrong, but how do you see it? Do you think people speaking English with accent is wrong? And yeah, like, do you have any thoughts about that at all? Yeah, I mean, it's a good question. So, I mean, if I put myself in the shoes of someone just come to America for the first time, you know, I may feel nervous, you know, having a different accent, or maybe feel like, you know, I may be judged, like, oh, that, you know, that's not the native accent. But I think it's important to know that, like, you know, America is built on diversity. And so many people come here with different backgrounds and cultures. So, you know, I wouldn't, you know, don't feel nervous or feel judged. Accents is just a reflection of your heritage and your culture and your identity. So you should embrace it, you know, be proud. And also know that you're, you know, kind of special, because that means, you know, you're now going to know two languages versus someone like me. I only know one language. So, yeah, you should just, yeah, be proud of your accent and don't change it. Thank you for that thought. Actually, it is very well said, and I think I completely agree with that. Thật ra là trước khi mà làm cái video này thì Nhi cũng có nói chuyện với chồng Nhi về cái ý tưởng mà Nhi muốn làm cái video này. Và Nhi có đưa ra khoảng 5 cái tư tưởng sai lầm mà Nhi từng có. Nhưng mà thật ra trong cái 5 tư tưởng sai lầm đó thì Nhi cảm giác tự tin với 3 ý thôi. Thì Nhi nghĩ là chắc là Nhi sẽ chia sẻ 3 ý thôi. Nhưng mà sau đó khi mà chia sẻ với chồng hơn á, thì Nhi cảm thấy là chồng Nhi chỉ có kiểu cảm thấy hiểu được 2 phần. Tại vì 2 phần đó khá là rõ ràng để mà hiểu. Nhưng mà còn 3 cái còn lại thì nó thuộc về cá nhân hóa nhiều hơn. Có nghĩa là Nhi là người Việt, Nhi học tiếng Anh thì Nhi sẽ cảm thấy là Nhi có cái tư tưởng đó, nhưng mà khi chồng Nhi là người mà lớn ở Anh Mỹ á, anh không có hiểu được là cái người học như Nhi, đâu đó không chỉ Nhi mà có thể là có những người bạn khác nữa họ cũng có cái tư tưởng đó, có cái cảm giác đó. Nhưng mà khi mà Nhi nói cho anh thì anh chưa có hiểu được, nên là Nhi nghĩ là Nhi chỉ sẽ quyết định chia sẻ hai cái điều mà Nhi với chồng Nhi đều đồng ý là nó đáng để mình nói cho mọi người, chia sẻ thêm để mọi người biết thêm. I think that's it for the video for today, and thank you so much for my husband. Thank you for inputting a lot of information, also about your advice and your thoughts on my video. I appreciate that, because initially I thought that I was gonna do it by myself, but with my husband, with his talk as well, I think is pretty good enough for my video. So yeah, do you have anything to say to the audience? No, but yeah. Best of luck for anyone come to America and, you know, learning English. So yeah. Bye-bye. See you guys in the next video soon. We're gonna enjoy the rest of our work and just gonna go home. Shoot a little panorama. Show them. Oh, your panorama. I don't know. Is that the right word? Yeah, it is. Okay, you can look at this. Yeah. And then.
Yep. So nice. I know you can't see the weather through the screen, but it is very nice outside. Probably 70 degrees. Fahrenheit. Oh. You had to say 7 degrees Fahrenheit. Oh, Fahrenheit. Yeah. So, yeah, very nice out. So with Vietnamese people, when you say 7 degrees, it's like boiling water almost. So what is 70? What is, if I don't say Fahrenheit, what is Celsius? I think it's about 20 something. Oh. Celsius degree. Yeah. Okay. So, well, bye. Bye guys. Hi mọi người, Nhi vừa mới về nhà và xem lại cái video mà Nhi vừa làm với Ken. Và ở cuối video Nhi quên gửi lời cảm ơn tới mọi người đã xem video của hai vợ chồng tới tận bây giờ. Hy vọng là mọi người sẽ thích cái video này. Và mình nghĩ là trong tương lai gần thôi, mình nghĩ là mình sẽ cố gắng làm thêm nhiều cái video chia sẻ về cuộc sống Mỹ của mình, cũng như là cố gắng kiểu dụ chồng mình vào làm. Nên là hy vọng mọi người sẽ đón nhận những video cũng như là thích cái video này. Và chắc là sẽ hẹn gặp mọi người ở một video gần nhất, sớm nhất có thể. Bye.